Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái lệnh continue. Lệnh continue nó cũng khác một chút so với cái lệnh break mà mình đã giới thiệu ở bài học trước. Thì lệnh continue và lệnh break thì tuy có điểm khác nhưng nó cũng có một số cái điểm tương tự nhau. Để làm rõ về cái câu lệnh continue thì mình sẽ làm cái ví dụ như sau. Continue tức là gì? Nó khi các bạn sử dụng vòng lặp và với một cái điều kiện nào đó, khi gặp cái lệnh continue này thì nó sẽ bỏ qua tất cả những cái câu lệnh đằng sau nó. Ví dụ ở đây thì nó sẽ bỏ qua cái dòng lệnh này và nó sẽ quay về cái vòng lặp ban đầu và tiếp tục tăng y lên và tiếp tục tăng y lên và in ra cái giá trị của y này. Đấy, nó cứ làm thế. Đấy, ở đây mình xét cái ví dụ là in ra cái giá trị của y với điều kiện là y bé 5. Đấy, và y khởi tạo ban đầu sẽ là 0 và với điều kiện y bé hơn bằng n thì ta dùng cái câu lệnh continue và sau đó in ra cái y. Ở đây mình khởi tạo cho giá trị n bằng 3. Ta chạy chương trình. Ở đây thì các bạn đã thấy với y lớn hơn hoặc bằng n và n nó bằng 3, tức là y phải với điều kiện y lớn hơn bằng 3 thì cái lệnh continue này nó sẽ không thực hiện những cái câu lệnh sau, tức là không thực hiện cái câu lệnh print in ra y nữa đấy, và nó sẽ quay lại cái vòng for ban đầu đấy. Đấy, như các bạn đã thấy đấy, in ra y y bằng 0 đấy, in ra y nữa y bằng 0 cho đến khi in ra y bằng 3 đấy. Tại y bằng 3 thì nó thỏa mãn cái điều kiện y lớn hơn bằng n đấy, thì nó chỉ in ra cái dòng in ra y chứ không in ra y nữa đấy, nó không thực hiện cái dòng lệnh này đấy. Và tiếp tục khi y bằng cho y bằng 4 thì nó cũng như vậy đấy. Bây giờ mình sẽ đổi lại với y bằng n, chúng ta sẽ xem kết quả như nào. Với y bằng n đấy, tức là y bằng 3, với y bằng 3 thì tải cái giá trị, nó chạy vòng lặp chạy đến giá trị y bằng 3 thì nó sẽ câu lệnh continue này nó sẽ bỏ qua cái dòng lệnh print này đấy, nó không in ra y nữa đấy, mà nó sẽ quay lại cái vòng for ban đầu này và tiếp tục tăng y lên thì đến cái so sánh này, cái bước if này, câu lệnh if so sánh này, thì khi tăng y lên thì y nó bằng 4 thì nó đã lớn hơn giá trị n bằng 3, cho nên là nó tiếp tục in ra y nữa đấy, như các bạn đã thấy nó tiếp tục in ra y nữa là y bằng 4 đấy. Đó là một số cái công dụng của cái lệnh continue. Vậy với cái lệnh break thì sao? Ví dụ mình thay đây là lệnh break. Đấy, ta chạy thử xem ạ. Rồi. Với cái lệnh break khi y bằng 3, tức là nó bằng cái giá trị n đấy ạ, thì cái lệnh break này nó sẽ thoát ra khỏi cái vòng lặp đấy và nó không thực hiện bất cứ một cái câu lệnh nào đằng sau nó đấy. Như các bạn đã thấy thì với y bằng 4 thì nó cũng không in ra đấy, với giá trị y nào mà lớn hơn n thì nó sẽ không in ra nữa đấy, tức là nó ở tại break này, khi dùng break này thì nó thoát ra hẳn, không còn quay lại cái vòng lặp này hay là thực hiện những cái
câu lệnh đằng sau nó. Đấy. Và đó là cái sự khác biệt giữa cái câu lệnh break và continue. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái câu lệnh continue và một số cái sự khác biệt giữa continue và break. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.